Chán quá, lại phải làm việc nhà. Nghỉ Tết chả được đi chơi. San ơi, lau xong thì giặt cho mẹ đống quần áo nhá. À, rửa cho mẹ mấy cái lá dong để tối mẹ gói thêm bánh chưng nhá. Tết nhất bao nhiêu là việc. Mà này, cái tủ lạnh bẩn lắm con ạ, tí nữa con lau luôn cho mẹ nhá. Lại bị sai vặt. À, còn cái thùng á, cháo yến yến Việt này con mang xong biếu ông bà cho mẹ nhá. Cái cháo yến này á, vừa bổ dưỡng vừa thơm ngon, chắc chắn là ông bà sẽ rất là thích. Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng sai con thế? Cái con bé này bây giờ Tết nhất bận rộn, giúp đỡ mẹ thì làm sao? Không, con không thích đâu. Mẹ lúc nào cũng bắt con làm việc nhà ấy. Con phải mang cả cái này sang nhà ông bà nữa. Mẹ là người lớn, sao mẹ không làm đi? Con với cái, mở mồm ra là cái. Mẹ bảo thế nào thì làm đi. Con không làm đâu. Mẹ phải quá đáng lắm, lúc nào mẹ cũng chỉ biết mắng con thôi. Con ghét ở cái nhà này. Mày có giỏi thì mày đi đi. Chiếc xe này lạ ghê á. Mà ở nhà thế nào mẹ cũng mắng mình. Mình ghét ở nhà. Bây giờ ước gì mà mình được tới một nơi chẳng có ai quát mắng mình, chẳng có ai bắt mình làm việc nhà nữa. Vậy thì thật là tốt biết bao. Cháu ơi, dậy đi, đây là tuyến cuối cùng rồi. Vâng ạ. Chúc cháu vui vẻ với chuyến đi này nhé. Vùng đất diệu kỳ. Đây là đâu nhở? Thật là kỳ lạ. Mình phải mau chóng trở về nhà thôi. Sao mình đi nãy giờ mà vẫn quay trở về đúng chỗ này? Mình sợ quá. Mình muốn về nhà cơ. Có người.
một con robot. Tớ tiện có pin ở trong ba lô nên là tớ giúp thôi. Thôi, tớ đi đây. Cậu đừng đi theo tớ nữa. Tớ đã bảo là cậu đừng có đi theo tớ nữa rồi cơ mà. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu thôi mà. À đúng rồi, tớ là máy móc cho nên tớ giỏi lắm. Nếu mà cậu gặp khó khăn gì á thì tớ đều giải quyết được hết ý. Thật không đây? Thật mà. Chuyện là tớ bị lạc vào một chuyến xe mà không tìm thấy bến đỗ ban đầu đâu nữa, để có thể trở về nhà. Làm cách nào để giúp cậu ấy bây giờ nhở? À, tớ có thông tin rồi. Chuyến xe cậu lên là một chuyến xe diệu kỳ, chỉ xuất hiện lúc mặt trời ở trên đỉnh và chỉ có một tấm vé duy nhất mới có thể lên được xe. Nhưng sao? Tấm vé đấy rất đắt. Giữa núi rừng như thế này thì kiếm đâu ra tiền cơ chứ? Thế mà cậu bảo là cậu sẽ giúp tớ. À, tớ biết một nơi này có thể giúp được cậu. Ở đây ạ. Tóc đẹp đấy. Chị có cái mũ đẹp thế. Xin mời ăn. Cái thái độ nhân viên quán này kiểu gì nhỉ? Tớ vừa bị bố mẹ vứt hết đống chuyện tranh đi, bực thế không biết. Còn tớ, bố mẹ tớ chẳng mua cho tớ kẹo gì cả. Cậu bỏ ra. Sao đây? Mang nước vào cho khách kiếm nhá. Vâng. San, em làm thế thì đến bao giờ mới xong? Nào, để chị giúp cho. Không, chị bỏ ra, em tự làm được. Này ở trên cây này, thấy bà là ngon lắm ý. Cậu có muốn thử không? Tớ không cần. Cậu để tớ một mình đi. Cậu đi đi.
xin lỗi cậu nhá. Cậu có sao không? Cậu mới làm việc ở đây à? Tôi không sao. Cậu không sao là tốt rồi. Chúc cậu một ngày làm việc tốt lành nha. Bye bye. Tớ đi về đây. Sao những vị khách lại thay đổi thái độ, trở nên vui vẻ nhanh vậy nhở? Mà hình như ở đây ai cũng thế thì phải. Chào mừng quý khách đã đến với quán cháo Yến nụ cười ạ. Ngày hôm nay quý khách muốn ăn cháo vị gì ạ? Ở đây chúng tôi có cháo Yến dinh dưỡng vị gà, vị thịt bằm. Ngoài ra còn có vị chay rau nấm và vị đậu xanh thịt bằm nữa ạ. Tất cả đều được làm từ tổ yến cao cấp, rất là thơm ngon và bổ dưỡng. Xin mời quý khách chọn vị ạ. Cho tôi vị gà, làm anh lên. Dạ vâng, món ăn của quý khách sẽ có ngay đây ạ. Dạ, thưa quý khách, món cháo yến dinh dưỡng vị gà của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ăn ngon miệng và có một ngày tràn ngập tiếng cười. Yến á? Cháo Yến Yến Việt. Thơm thật đấy. Cháo này ngon thật. Mình thấy có vị sần sật của yến thì phải. Còn có cả vị thịt băm nữa. Lần đầu tiên mình được ăn một món cháo ngon như thế này đấy. Nhưng sao không có gì xảy ra với mình vậy? Vậy thì lý do nào khiến cho các vị khách lại trở nên vui vẻ sau khi ăn xong vậy nhở? Chính là cái lọ phát sáng kia. Robot thì làm gì có cảm xúc.
Cậu đi đi, tôi không cần cậu. Tớ cũng ghét cả cái chỗ này nữa. Có hơi nóng tính thật. Vốn bọn chị không cho người ngoài vào trong bếp, đó là vì quán cháo Nụ Cười có một công thức đặc biệt. Sứ mệnh của bọn chị đó là đem lại tiếng cười cho mọi người, và điều này là một bí mật. Chị nghĩ có lẽ bây giờ em đang cần bát cháo này đấy. Này ở trên cây này, thấy bảo là ngon lắm ý. Cậu có muốn thử không? Con ghét ở cái nhà này. Để chị giúp cho. Không, chị cứ để em tự làm được, tớ không cần. Cậu để tớ một mình đi, cậu đi đi. Robot thì làm gì có cảm xúc. Cậu đi đi, tớ không cần cậu. Tớ cũng ghét cả cái chỗ này nữa. Robot, tớ xin lỗi vì đã nói không cần cậu. Tớ đã nhận ra rồi, tớ đã cư xử tệ với mọi người. Vậy mà mọi người, cả cậu, cả mẹ vẫn luôn yêu thương và bao dung tớ. Mọi người tốt bụng và vui vẻ như thế, vậy mà tớ lại cứ cau có, khó chịu mãi. Nhưng tớ muốn thay đổi. Tớ cũng muốn như mọi người. Cậu có thể dạy tớ được không? Được, được chứ. Để tớ nghĩ xem nhá. À, tớ có cách này. Sự vui vẻ của con người được biểu thị bằng một nụ cười. Như vậy, cậu chỉ cần cười lên là xong. Cười? Vậy cười như thế nào? Để có một nụ cười thật tươi, trước tiên cậu phải nhếch mép lên một góc 45 độ. Sau đó thì cần nhắm mắt lại một chút, rồi nhe răng ra. À, đồng thời cậu cũng phải phát ra một âm thanh có decibel là 40. Như vậy là sao? Như này đã được chưa? Cậu làm được rồi này. Để tớ làm cho cậu.
chào mừng quý khách đã đến với quán Cháo Yến Nụ Cười ạ. Mời quý khách vào trong. Xin chào quý khách. Mời quý khách vào trong. Tạm biệt quý khách. Anh Châu ơi, để em lau bàn cho ạ. Chị ơi, chị không cần dùng đũa phép đâu, em rửa bằng tay cũng được. Thôi Xin chào quý khách, hôm nay quý khách muốn ăn món cháo yến gì ạ? Xin chào quý khách hôm nay muốn ăn món cháo yến gì ạ? Xin chào quý khách. Dạ, chào quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng. Sang. Đã đến chị bảo em mau mang cháo lên cho quý khách ở tầng 2 đi nhá. Nhanh nhá. Vâng ạ. Ô, chào Quỷ Luôn. Cô đi Quỷ Luôn đến chơi đi ạ. Sang. Vâng. Sang chị Sang. Bye bye. À, chào quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng. Robot, tớ có quà cho cậu này. San, chúc mừng em nhá. Vậy là tốt quá rồi. Cuối cùng thì em cũng sắp được về nhà. Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. Không có gì, đấy là sứ mệnh của quán chúng ta mà. À, ngày mai em khởi hành rồi đúng không? Em nhớ giữ tấm vé này cho cẩn thận nhá. À, đúng rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Em mau về phòng chuẩn bị hành lý để mai còn lên đường đi. Vâng, vậy em về phòng trước đây. Đây là bó hoa mà robot đã tặng mình đấy mà. Nhưng sao giờ này mà cậu ấy vẫn chưa về nhở? Mà thôi, chắc cậu ấy cũng buồn. Cuối cùng, mình cũng sắp được trở về nhà với mẹ rồi. Mình vui quá. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Kiếm được chiếc vé xe ấy, thế mà bây giờ lại phải đợi hay sao? Em thử nhớ lại xem mình có để quên ở đâu không. Không, em không quên. Rõ ràng hôm qua em vẫn để nó ở trên bàn mà. Để ở trong phòng của em thì làm sao mà mất được. Trong phòng đó thì chỉ có em với robot thôi mà. À đúng rồi, em đã hỏi thử robot chưa? Đúng rồi, robot. Đúng là chỉ có mình và robot ở trong phòng. Robot! Robot! Cậu lấy tấm vé xe của tớ có phải không? Tớ
Robot, cậu thật quá đáng. Tớ đã tưởng cậu là người bạn tốt của tớ, thế mà cậu chỉ lợi dụng để lấy tấm vé này thôi. Cậu cũng muốn quay trở về thế giới con người một mình, có đúng không? Cậu là đồ ích kỷ. Nhật ký của robot. Mình là một robot bị bỏ rơi vì đã hỏng. Mình cứ nghĩ mình sẽ ngủ mãi trong bóng tối cho đến khi Sam giúp mình sống lại. Cậu ấy quả là một người tốt bụng. Mình chắc chắn sẽ giúp Sam có được tấm vé trở về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên Sam làm việc. Chắc vì chưa quen nên cậu ấy toàn làm sai thôi. Nhưng không sao, mình đã bí mật giúp đỡ cậu ấy rồi. Cậu ấy không biết đâu. Hí. Sao lúc nào Sam cũng bảo mình để cậu ấy một mình vậy nhở? Mình không làm đâu, vì Sam là người bạn quan trọng nhất với mình mà lại... À, mai mình phải đi hái táo tặng Sam mới được. Sam lạ lắm, mắt cậu ấy đỏ hoe và cứ ở trong phòng một mình chẳng cho ai vào hết. Còn mắng mình, robot thì làm gì có cảm xúc. Mình buồn lắm. Làm thế nào để cậu ấy vui lên đây? Lần đầu tiên mình thấy Sam cười, chính mình đã dạy cậu ấy đấy. Mình giỏi không? Dạo này Sam hay cười lắm, còn tặng mình táo nữa. Cứ thế này chắc cậu ấy sẽ sớm gom đủ tiền mua vé trở về nhỉ. Hôm nay là ngày cuối cùng mình được ở cạnh Sam rồi. Mình rất muốn được ở bên cậu ấy. Mình nên để Sam đi hay giữ cậu ấy ở lại bên mình đây? Thì ra cậu ấy vẫn luôn yêu quý và quan tâm mình đến như vậy. Robot! Robot! Cậu ở đâu? Robot! Robot! Còn có 15 phút nữa là đến giờ xe chạy rồi. Làm thế nào bây giờ? Robot, rốt cuộc là cậu ở đâu? Ơ, sao giờ này mà cậu còn ở đây? Cậu chưa về nhà à? Đã sắp 12 giờ trưa rồi đấy. Robot, tớ xin lỗi vì đã nói cậu ích kỷ. Giờ tớ đã hiểu lý do cậu làm như thế rồi, nên... tớ mới đi tìm cậu. Tớ cũng xin lỗi vì đã lấy vé xe của cậu. Tớ đúng là tớ chỉ nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Tớ thật sự ích kỷ. Thế á, bọn mình xì xóa nhá. Rồi, tớ phải đi đây. Tạm biệt robot. Cảm ơn cậu. Robot. Cậu có muốn đi cùng tớ không? Mẹ! Sam, con đi đâu cả tiếng ngủ vậy? Thank you.
Yến Yến Việt đây này, có lì xì bên trong, mẹ lì xì cho con đấy. Con cảm ơn mẹ. Cháo Yến Yến Việt đã có mặt tại Nhật Bản, phân phối độc quyền bởi Beto Hatsu. Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.